Phương Thúy xin bến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh youtube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 132 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Huyền chọn trực tiếp hợp nhất kiếm, vì thực lực của Bạch Y Nam Tử trước mắt này tuyệt đối không phải người mà hắn của hiện tại có thể chống lại được. Hắn cũng không muốn liều đến mức khi chỉ còn lại nửa cái mạng mới dùng đại chiêu đầu. Hợp nhất kiếm đây chính là một trong hai con át chủ bài lớn nhất của hắn. Dựa theo suy nghĩ của hắn, nếu không thể hợp nhất được, vậy hắn sẽ dùng Trảm Tiên kiếm hồ kia. Cũng may lần này bốn thanh kiếm không còn mâu thuẫn nữa. Trong nháy mắt bốn thanh kiếm hợp nhất, một tiếng kiếm minh trực tiếp đánh tan sức mạnh của bạch y nam tử kia. Bạch y nam tử giữa không trung hơi nhíu mày lại. Cái thứ gì... Bên dưới, một thanh kiếm lơ lửng trước mặt Diệp Huyền. Thanh kiếm này dài khoảng bốn thước, trông vô cùng bình thường. Bình thường đến mức chỉ giống như một thanh kiếm sắt có thể thấy ở bất cứ chỗ nào ven đường. Lần đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm này, Diệp Huyền cũng hơi sững sờ hắn suýt chút nữa còn tường đã hợp nhất lộn. Thứ hợp nhất ra là cái gì đây? Đúng lúc này, thanh kiếm đó hơi rung lên. Ngay sau đó, một nữ tử bay ra từ trong thanh kiếm. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Huyền hơi sừng sốt, bộ dáng của nữ tử này có vài phần tương tự với nữ tử váy trắng nhưng lại không phải là nữ tử váy trắng khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau mà xét từ tình hình hiện tại mà nói cảm giác mà nữ tử trước mắt này mang tới cho người chính là kiểu dịu dàng nữ tử liếc mắt nhìn xung quanh trong mắt lộ vẻ mê mang Đột nhiên, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngay khi nhìn thấy hắn, nàng trực tiếp ngần người, sau đó hai hàng nước mắt trong suốt lập tức chảy ra từ trong mắt nàng. Những người có mặt ở đó đều ngây người, chuyện gì thế này? Diệp Huyền hơi chần chừ, sau đó hỏi, "Tiền bối?" Nữ tử chợt đi đến trước mặt hắn, nàng duỗi tay đặt nhẹ lên gương mặt của Diệp Huyền, mà nước mắt vẫn chảy ra như cũ, "Diệp Huyền, nữ tử vuốt ve gò má của diệp huyền thật nhẹ nhàng là ngươi đúng là ngươi rồi diệp huyền hơi lúng túng sau đó lại hỏi tiền bối người là nữ tử mỉm cười người thân của ngươi người thân sao diệp huyền sững sờ người thân của mình sao nữ tử định nói mà đúng lúc này bạch y nam tử giữa không trung đột nhiên cười bảo người thân sao có ý gì chứ nữ tử nhìn diệp huyền hắn ta định giết ngươi sao diệp huyền gật đầu nữ tử quay phát người lại ngay sau đó nàng đã xuất hiện trước mặt bạch y nam tử kia người kia còn chưa kịp phản ứng lại thì một tay nàng đã bóp chặt cổ họng của hắn ta một luồng kiếm ý lập tức khóa chặt toàn thân của bạch y nam tử thấy một màn này tất cả những người có mặt ở đó đều sững sờ diệp huyền cũng hóa đá nữ tử này mạnh như vậy sao đầu óc của bạch y nam tử cũng trống rỗng nữ tử nhìn bạch y nam tử người muốn giết hắn sao bạch y nam tử nhìn chăm chăm vào nàng, rốt cuộc ngươi là ai? ngươi. Nhưng lúc này, tay phải của nữ tử đột nhiên vặn một cái, giữa sân một tiếng xương gãy đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, nữ tử trực tiếp vặn đầu của bạch y nam tử xuống máu vun ra như cột trụ tất cả mọi người trực tiếp hóa đá lúc này dàn tự tại và nam tử một chân kia cũng mang vẻ mặt nặng nề vô cùng đặc biệt là nam tử một chân hắn ta lau mồ hôi trên trán mình tại sao nữ nhân gặp được đều mạnh như thế nữ tử ném cái đầu qua một bên cơ thể nàng lại trực tiếp xuất hiện trước mặt diệp huyền ngay khi đối diện với hắn vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên dịu dàng hơn không dọa sợ ngươi chứ Diệp Huyền và mọi người đều không thể nói gì. Về mặt của đám người đứng đó đều khá là kỳ quái. Diệp Huyền cũng có hơi không thích ứng được. Nữ nhân này... Đúng lúc này, không gian nơi phía chân trời xa xăm kia đột nhiên nứt ra, một tia sáng vàng lại lan tỏa. Trong sân, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về vị trí của tia sáng vàng đó. Lại có cường giả tới. Trước mặt Diệp Huyền, nữ tử quay người liếc mắt nhìn về phía đó. Trong mắt nàng là vẻ bình tĩnh vô cùng, không hề có một chút dao động nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, có khả năng thần gì đó sắp tới rồi. Thần sao? Khóe miệng của nữ tử hơi nhách lên. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Nhớ kỹ, trên thế gian này hoàn toàn không có kẻ được gọi là thần. Có cũng chỉ là con người mạnh hơn mà thôi. Diệp Huyền hơi nhíu mày. Không có thần sao? nữ tử gật đầu rất nhiều thần chẳng qua chỉ là một vài nhân loại khá mạnh mà thôi vì bọn họ đủ mạnh cho nên bọn họ tự phong mình là thần hoặc là được người coi thành thần diệp huyền nhìn nữ tử ngươi thì sao ngươi là thần sao nữ tử cười hỏi ngươi thấy ta giống thần không diệp huyền trầm giọng nói ngươi có thể nói cho ta biết tại vì sao ngươi và nữ tử váy trắng kia lại tốt với ta như vậy không nữ tử váy trắng sao nữ tử nhìn diệp huyền là chủ nhân của một trong bốn thanh kiếm này phải không diệp huyền gật đầu nữ tử cười đáp vậy cũng bình thường thôi diệp huyền có hơi khó hiểu cái gì bình thường nữ tử mỉm cười không có gì diệp huyền chẳng hiểu gì cả nữ tử chợt mở lòng bàn tay ra lúc này giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện trong tay nàng nhìn giới ngục tháp trong tay trong mắt nàng lóe lên vẻ kinh ngạc tháp này diệp huyền hỏi ngươi biết sao nữ tử lắc đầu chưa từng thấy qua tháp này chắc hẳn không phải vật của vũ trụ này diệp huyền gật đầu ngũ duy vũ trụ ngũ duy nữ tử nhìn về phía hắn ngũ duy vũ trụ sao diệp huyền gật đầu đúng vậy nữ tử im lặng diệp huyền nhìn nàng sao thế nữ tử liếc mắt nhìn xung quanh trong ánh mắt lộ vẻ mê mang đã không phải thế giới quen thuộc nữa Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến gì đó mà lắc đầu cười. Ta không nợ người trong thiên hạ gì cả. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Trên người ngươi có đại nhân quả ràng buộc. Nhân quả này không chỉ tới từ Tứ Duy mà còn tới từ Ngũ Duy. Nói đến đây, về mặt của nàng trở nên lạnh lùng. Diệp Huyền hơi do so dự, sau đó hỏi, người là phục sinh hay là... Nữ tử thu lại suy nghĩ, cười đáp, ta đã không còn tồn tại nữa, cũng không đúng, chỉ có thể nói là sống bằng một cách khác mà thôi. Diệp Huyền hỏi, vậy lát nữa, người sẽ biến mất phải không? Nữ tử cười, đất về với đất, bụi về với bụi. Về mặt của Diệp Huyền nặng nề, không biết tại sao, nhưng hắn rất có hào cảm với nữ tử trước mắt này, hoặc là nói hắn cảm thấy nữ tử này rất thân thiết. Lúc này, nữ tử cười bảo, Năm đó sau khi ta đạt đến đỉnh phong, không muốn rời khỏi thế giới đó, nhưng năng lực của ta quá mạnh, thế giới đó không thể chấp nhận được, vì thế ta đã chọn tự phân thân, một chia làm bốn, nữ tử váy trắng mà ngươi nói kia chắc hẳn chính là một trong những phân thân của ta. Diệp Huyền sững sờ, nữ tử váy trắng là phân thân sao? Phân thân sao? Diệp Huyền hơi ngây người, một người mạnh như thế lại là phân thân sao? Nữ tử lại nói: Chẳng qua, bây giờ nàng ta đã mạnh hơn ta lúc ở thời kỳ đỉnh phong nhất. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía chân trời. Một cái liếc mắt này đã trực tiếp nhìn ra bên ngoài vô số tinh vực. Ở một tinh vực chưa biết kia, một nữ tử mặc váy trắng đột nhiên sững lại. Nàng dừng bước chân. Sau khi im lặng một lúc mới nhẹ giọng bảo, người đã đánh đổi rất nhiều, cũng nên gặp hắn một lần. Nói xong, nàng đi về phía xa. Trước thần điện, huyền hoàng đại thế giới, nữ tử thu lại ánh mắt, nàng nhìn về phía diệp huyền cười bảo cũng may có nàng ta ở đây diệp huyền trầm giọng bảo người có thể cảm giác được bốn người bọn họ sao nữ tử gật đầu hai trong số đó nói đến đây nụ cười trên mặt nàng dần biến mất sao vậy diệp huyền hỏi nữ tử chỉ lắc đầu mà không nói gì cả diệp huyền trầm giọng nói người có thể sống lại không nữ tử cười hỏi người muốn ta sống không diệp huyền gật đầu không biết tại sao nhưng ta cảm thấy rất gần gũi với ngươi nghe thế khóe miệng của nữ từ chợt cười rộng hơn ta vui lắm thật đấy từ một năm đó từ biệt ở khe núi nàng đã không còn cười nữa mà năm ấy nàng không muốn rời khỏi thế giới đó chính là vì ở đó có hắn sở dĩ nàng bảo vệ thế giới đó nhiều năm như vậy ngoại trừ vì một tâm nguyện nho nhỏ của hắn ra còn là vì nàng không muốn bất cứ ai phá hủy thế giới ấy vì thế giới ấy từng có hắn mà Sở Dĩ nàng chọn phân thân mãi mãi biến mất là vì thế giới đó đã không còn hắn nữa, không có hắn cho dù đến đỉnh phong của kiếm đạo cũng có ý nghĩa gì đâu. Không biết qua bao nhiêu năm rồi, nàng đã mất đi động lực để theo đuổi kiếm đạo. Nữ tử thu lại suy nghĩ, nàng lại nhìn về phía tinh vực chưa rõ mà trước đó đã nhìn thấy kia. Nàng biết, Sở Dĩ nữ tử váy trắng mạnh như vậy, tất cả đều là vì một phần chấp niệm. Nữ tử váy trắng có động lực, có một mục tiêu theo đuổi, lúc này đột nhiên Diệp Huyền hỏi, rốt cuộc nàng ta mạnh cỡ nào? Nàng ta này hiển nhiên là đề chỉ nữ tử váy trắng, nữ tử cười đáp rất mạnh, nói xong, nàng liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt nàng lại rơi lên giới Ngục Tháp, trong tháp này có ba luồng khí tức, không yếu cho lắm, không yếu cho lắm, Diệp Huyền sững sờ, rất nhanh, hắn đã hiểu người mà nữ tử nói là ai tầng 8 và tầng 9 chỉ là vẫn còn một người nữa. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở chỗ không yếu cho lắm mà nữ tử nói. Câu này có nghĩa gì chứ? Lý giải của hắn là trong mắt nữ tử này, tầng thứ 8 và tầng thứ 9 đều rất yếu. Lúc này, trong sân vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn nữ tử và Diệp Huyền. Đối với cường giả Bắc Cảnh mà nói, đây hiển nhiên là một chuyện cực kỳ tốt, mà đối với thần điện mà nói thì đây lại không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lúc này, vẻ mặt của đám cường giả thần điện đều cực kỳ nặng nề, thực lực của nữ tử này thật sự quá đáng sợ, mạnh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Ngay lúc ấy, phía chân trời kia đột nhiên rung chuyển rất nhanh, một luồng uy áp đã càn quét tới. Luồng uy áp này hoàn toàn khác hẳn với trước đây. Trong nháy mắt nó xuất hiện, trái tim của tất cả những người có mặt ở đó đều run lên, một vài người trong số đó còn trực tiếp quỳ xuống. Ngay cả Diệp Huyền cũng đang không ngừng run rẩy, là nỗi sợ tới từ sâu trong linh hồn, một khắc này vậy mà hắn lại không thể khống chế được nỗi sợ này, cách không xa, sắc mặt của Giản Tự Tại và A à Tội cũng nặng nề chưa từng có, thần, không nghi ngờ gì nữa, người tới lần này chắc chắn chính là kẻ được gọi là thần. Đúng lúc ấy, nữ tử trước mặt Diệp Huyền đột nhiên vung tay phải một cái. Trong không trung vang lên tiếng nứt vỡ, rất nhanh luồng uy áp đó đã biến mất sạch sảnh xanh. Mà lúc này, một nam tử bước ra từ trong luồng ánh sáng vàng trên đỉnh đầu mọi người. Hắn ta vừa bước ra, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển dữ dội. Nữ tử đứng trước Diệp Huyền đột nhiên giơ tay, cầm lấy thanh kiếm trước mắt hắn, khóe môi nàng nhếch lên. Hãy xem màn biểu diễn của Thanh Nhi vừa dứt lời, nàng quay người hóa thành một luồng sáng vàng bay vút lên trời, trong không trung, nam tử vừa mới bước ra kia hơi nhíu mày lại, phàm nhân to gan, vậy mà lại dám nói đến đây, con người của hắn ta chợt co rút lại, người ngay sau đó hắn ta vội tung một quyền, một quyền này giống như muốn hủy diệt thế giới, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một kiếm này trực tiếp đâm thùng uy áp của một quyền kia, quả thật dễ như ăn cháo. Chỉ trong nháy mắt, nữ tử đã xuất hiện trước mặt nam tử kia, kiếm quang lóe lên, tay trái của nữ tử túm lấy đầu của nam tử, sau đó sách nhẹ lên. Đầu của nam tử kia bị nàng bứt đứt như thế, máu tươi phun ra như cột trụ, tất cả những người có mặt ở đó đều ngây ra như phỗng. Nữ tử nhìn cái đầu trong tay mình, khóe miệng hơi nhách lên, thần sao? Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền bên dưới, loại này thanh nhi có thể đánh 100 tên, Diệp Huyền có thể đánh một trăm tên đám người trong sân đều hóa đá thần yếu như vậy sao? Lúc này trong đầu đám người có mặt ở đó đều chỉ còn lại một suy nghĩ này, cho dù là Diệp Huyền thì cũng đã hoàn toàn ngây người rồi. Hắn biết nữ tử trước mặt này rất mạnh nhưng hắn cũng không ngờ đối phương lại mạnh đến mức độ này, giết trong một giây. Đó là giết trong một giây. Một vị thần trong truyền thuyết bị giết chết trong một giây như vậy sao? hơn nữa nữ tử trước mắt này còn nói nàng có thể đánh một trăm tên trái ngược lại với đám cường giả bắc cảnh lúc này các cường giả thần điện đã sắp phát điên rồi bị giết trong một giây thần mà mình vẫn luôn tin thờ lại bị giết trong một giây thế đạo này là sao vậy trong không trung nữ tử quay người nhìn về phía thông đạo không gian kia nàng mỉm cười còn tới nữa không câu này là nói với người ở đầu bên kia không gian trong mắt nàng không có thần đầu bên kia không gian không có ai trả lời nữ tử cười bảo các người nên thấy may mắn vì ta muốn ở cạnh hắn vừa dứt lời nàng quay người đi đến trước mặt diệp huyền nhưng dường như nghĩ đến gì đó lại quay phắt đầu lại nhìn về phía mấy cường giả thần điện kia có nhìn thấy thần mà các ngươi tôn thờ không đám cường giả thần điện nhìn nữ tử với vẻ mặt vô cùng kiêng rè nữ tử mỉm cười xem đi thần mà các ngươi tôn thờ chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Nói xong nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đi cùng ta nhé. Diệp Huyền hơi do so dự, sau đó hắn nhìn về phía thông đạo không gian giữa không trung kia, lúc này thông đạo không gian ấy đang từ từ biến mất. Thật ra hắn rất muốn kêu nữ tử này giết qua đó, tiêu diệt sạch mấy vị thần gì đó kia. Dường như biết hắn đang nghĩ gì, nữ tử cười bảo, "Thứ nhất, thời gian còn lại của ta không nhiều." chút thời gian này ta muốn nói chuyện với ngươi. Thứ hai, con đường của ngươi suy cho cùng vẫn phải tự ngươi đi mới được. Cường giả không phải do người khác dẫn tới, mà là do chính người làm ra. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, ta hiểu. Nữ tử kéo cánh tay hắn, cười nói, đi thôi. Vừa dứt lời, nàng và Diệp Huyền đã biến mất ngay tại chỗ. Trong sân, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Như vậy là kết thúc rồi sao? Kết quả này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người cách đó không xa, giàn tự tại im lặng, không thể không nói tất cả những chuyện xảy ra hôm nay giống như một giấc mơ vậy. Thần, thần trong truyền thuyết vừa xuất hiện đã bị tiêu diệt, cái thứ gì đâu? Giàn tự tại lắc đầu, nàng đang định đi nhưng dường như nghĩ đến gì đó lại nhìn về phía a tội cách đó không xa. Các hạ là a tội đáp. Ta không có ác ý đối với hắn, Giản tự tại gật đầu sau đó quay người biến mất ngay tại chỗ. Trong sân, đám cường giả Bắc Cảnh liếc mắt nhìn đám người thần điện kia, bọn họ không hề ra tay nhưng cũng không rời đi, mà mấy cường giả thần điện kia thì lại không dám nhúc nhích. Trong một tinh không, Diệp Huyền và nữ tử chậm rãi bước về phía xa, tay của nữ tử vẫn khoác vào cánh tay của Diệp Huyền một cách rất tự nhiên. Diệp Huyền phát hiện ra, cơ thể của nữ tử càng lúc càng hư ảo nữ tử nhìn phía cuối tinh không xa xăm cười nói thế sự vô thường không ngờ sau nhiều năm ta vẫn có thể gặp được ngươi đáng tiếc diệp huyền trầm giọng nói tiền bối nữ tử đột nhiên bảo gọi ta thanh nhi là được rồi thanh nhi diệp huyền hơi do so dự sau đó nói thanh nhi nữ tử dừng bước chân nàng nhìn hắn cười nói hôm nay ta rất vui diệp huyền trầm giọng nói thanh nhi kiếp trước của ta có liên quan đến người có đúng không Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó bảo, người nên hiểu kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Ta, ta có khả năng không phải là người ở kiếp trước của các ngươi. Nữ tử cười đáp, người có. Diệp Huyền hơi khó hiểu. Nữ tử mỉm cười, mấy lời ngươi nói cũng không sai. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, nhưng người khác về phần khác ở đâu thì bây giờ ta không nói cho ngươi ngày sau sau khi ngươi phát hiện ra sẽ càng thú vị hơn diệp huyền cười khổ được rồi nữ tử nở nụ cười đang nhìn về phía cuối tinh không xa xăm vũ trụ rộng lớn con đường tương lai sẽ càng lúc càng khó đi diệp huyền cười bảo ta biết nữ tử gật đầu lần này có ta giúp ngươi nhưng một đời này của ngươi cũng không phải sẽ luôn có người giúp đỡ ngươi mãi cho dù là nàng ta Nói đến đây, đột nhiên nàng nhíu mày lại, Diệp Huyền hỏi, "Sao vậy?" Nữ tử nhẹ giọng đáp, "Không có gì, ngươi phải hiểu, ngươi cần phải tự mình trở nên mạnh hơn, chỉ có bản thân mạnh mẽ thì mới có thể khống chế vận mệnh của mình." Nói xong, nàng lại nhìn về phía sâu trong tinh không. Phía cuối tinh không có một vài luồng khí tức không yếu, mà tận cùng của phía cuối ấy còn có một vài luồng khí tức chưa rõ. Trong mấy người này, có vài người sau này có khả năng sẽ là kẻ địch của ngươi, mà có vài người sẽ là kẻ địch của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Hắn biết rất rõ có giới ngục tháp ở đây, phiền phức mà hắn gặp sẽ không bao giờ ít người của tứ duy này muốn giết hắn người của ngũ duy cũng muốn giết hắn áp lực vẫn rất lớn nữ tử nhìn về phía diệp huyền mỉm cười thật ra một đời người cũng cần phải chắc chở một chút không trải qua chút chắc chở thì làm sao trở nên mạnh hơn được nói xong nàng đi về phía xa đi được hai bước đột nhiên nhớ ra gì đó lại vòng qua đến bên cạnh diệp huyền hai tay nàng ôm hai cánh tay hắn cười bảo cùng đi đi Lúc này, Diệp Huyền có một loại cảm giác rất khó hiểu. Hắn cảm thấy rất thân thiết, rất tự nhiên, giống như Diệp Linh đang ôm cánh tay hắn vậy. Tại sao hắn lại có loại cảm giác đó với nữ tử trước mặt này? Diệp Huyền không hiểu được và cũng không muốn nghĩ nhiều. Hai người cứ đi về phía xa như thế. Lúc này, đột nhiên Thanh Nhi liếc mắt nhìn xung quanh. Thật ra vũ trụ đã sắp cạn kiệt rồi. Cạn kiệt sao? diệp huyền hơi nhíu mày sao lại thế ta cảm giác linh khí ở đây rất dồi dào mà thanh nhi cười bảo đã nghe qua chăn heo chưa chăn heo diệp huyền hỏi có ý gì chứ thanh nhi mỉm cười ở thế giới này lợi ích là tối cao các loại linh khí trong vũ trụ đều thuộc loại không thể tái sinh mà nhân loại và những sinh linh khác muốn tu luyện muốn trở nên mạnh hơn nhất định phải có linh khí nói một cách đơn giản thì chính là cá lớn nuốt cá bé cá bé ăn tôm mà thần được người ở thế giới các ngươi gọi chính là con cá lớn này vũ trụ này của các ngươi chính là trang trại chăn heo của bọn họ vì vũ trụ này đã bị người dùng sức mạnh thần bí phong tỏa nên cho dù người ở chỗ các ngươi có thiên phú yêu nghiệt thì thành tựu cũng sẽ bị giới hạn diệp huyền trầm giọng đáp vậy tại sao bọn họ không trực tiếp xóa sổ những sinh linh này độc hưởng toàn bộ vũ trụ thành nhi cười bảo không chăn heo thì lấy đâu ra thịt heo mà ăn diệp huyền lắc đầu vẫn chưa hiểu lắm thành nhi vừa cười vừa giải thích mấy kẻ được gọi là thần này cách thức tu luyện của bọn họ có hơi đặc biệt bọn họ cần tín ngưỡng chi lực Chẳng qua, bọn họ không cần tín ngưỡng chi lực của chúng sinh mà là bọn họ cần chính là tín ngưỡng chi lực của những cường giả đỉnh cấp nhất tại thế giới này. Ngươi xem, cường giả của thần điện mạnh hơn những người bạn bên cạnh ngươi. Tại sao lại thế? Là vì có tín ngưỡng của đám người đó thì bọn họ mới cho đám người này một vài tài nguyên đặc biệt để đối phương trở nên mạnh hơn. Ngay đến đây, Diệp Huyền đã hơi hiểu ra. Tín ngưỡng chi lực. Thần của thần điện cần tín ngưỡng chi lực cường gia đình cấp ở thế giới này muốn trở nên mạnh hơn nhất định phải tôn thờ bọn họ chỉ có tôn thờ bọn họ thì mới có thể trở nên mạnh hơn đây còn không phải là đang chăn heo sao dường như nghĩ đến gì đó diệp huyền lại hỏi thanh nhi vừa rồi ngươi nói linh khí ở thế giới bọn ta sắp cạn kiệt thanh nhi gật đầu thế giới này của các ngươi trông như dồi dào linh khí nhưng thật ra đã nát đến tận xương tùy rồi vì tiên thiên bản nguyên chi khí của thế giới này đã gần như không còn hơn nữa cội nguồn của linh khí bình thường ở chỗ các ngươi đều đang ở bên mấy kẻ được gọi là thần kia khống chế tiên thiên bản nguyên chi khí thì có thể khống chế được số lượng cường giả đỉnh cấp ở thế giới này khống chế linh khí bình thường thì có thể khống chế được chất lượng người tu luyện ở thế giới các ngươi diệp huyền im lặng hắn thật sự không ngờ lại phức tạp như thế lúc này thanh nhi cười bảo ta giúp ngươi một lần. Vừa dứt lời, nàng quay người vung tay phải, một luồng kiếm quang vọt thẳng lên trời. Một tiếng kiếm minh vang vọng khắp toàn bộ tứ duy vũ trụ. Rất nhanh, trong tinh không xa xăm kia, đột nhiên có một tiếng vỡ tan phát ra, mà cùng với tiếng nứt vỡ đó vang lên, đột nhiên Diệp Huyền phát hiện ra linh khí xung quanh dường như điên cuồng tăng vọt lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Một khắc này, toàn bộ linh khí ở khắp các nơi trong tứ duy vũ trụ đều đang điên cuồng tăng lên. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đúng lúc này, trong tinh không xa xăm kia, một nam tử hư ảo xuất hiện. Hắn ta cứ nhìn Thanh Nhi như vậy. Thanh Nhi liếc mắt nhìn nam tử, cười hỏi, sao người lại yếu như vậy? diệp huyền nam tử nhìn chằm chằm vào thanh nhi sau đó hắn ta liếc mắt nhìn diệp huyền cuối cùng biến mất lúc này diệp huyền phát hiện ra cơ thể của nữ tử càng lúc càng hư ảo hắn biết thanh nhi có khả năng sẽ biến mất diệp huyền nhìn về phía nữ tử thanh nhi với thực lực của ngươi chắc hẳn có thể không khiến mình biến mất đúng chứ nữ tử cười hỏi ngươi không muốn ta biến mất sao diệp huyền gật đầu nữ tử im lặng Diệp Huyền hơi do dự, sau đó hỏi, chắc là có thể, đúng không? Nữ tử mỉm cười, ta đã gặp được ngươi, đã không còn bất cứ luyến thiếc gì nữa. Diệp Huyền nhìn Thanh Nhi, nhưng ta cảm thấy có hơi tiếc nuối, không biết tại sao lại có loại cảm giác này. Nữ tử im lặng, Diệp Huyền lại nói, Thanh Nhi, người chắc hẳn có cách không cần biến mất đúng không? Lúc này cơ thể nữ tử đã càng lúc càng hư ảo. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, có vài thứ không thể thay đổi được giọng của nàng vừa dứt cơ thể đã hoàn toàn hư ảo giọng của diệp huyền run lên không chắc chắn có cách nào mà đúng không nữ tử mỉm cười thật ra ta cũng rất muốn sống năm đó ta đã thấy sống đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nhưng bây giờ ta lại muốn sống muốn ở cạnh ngươi đáng tiếc nói xong đột nhiên nàng nhẹ nhàng ôm lấy diệp huyền nước mắt lại một lần nữa chảy xuống ta rất luyến tiếc ngươi thật đấy trước kia ta cảm thấy nhân gian không có ý nghĩa vì nhân gian này không có ngươi nhưng bây giờ ta lại rất muốn sống muốn cùng cười với ngươi cùng khóc với ngươi muốn cùng ngươi nhìn tất cả những thứ tốt đẹp trong nhân gian này nói xong nàng liếc mắt nhìn tinh không xa xăm và mỉm cười nhân gian có ngươi tất cả đều tươi đẹp như vậy vừa dứt lời cơ thể nàng đã biến mất không còn thấy đâu nữa trong sân diệp huyền nhìn tinh không mênh mông trước mặt mà ngây người đi rồi trong tinh không diệp huyền lặng lẽ đứng đó đi rồi nữ tử vừa mới gặp hắn đã đi rồi một khắc này diệp huyền cảm thấy trong lòng mình trống trải loại cảm giác đó rất khó chịu vô cùng khó chịu hoặc là nói có hơi đau lòng đối với thanh nhi vừa mới quen biết kia hắn thật sự có một loại cảm giác đặc biệt người thân đây chính là cảm giác của hắn đối với thanh nhi kiếp trước của mình sau Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn tinh không mênh mông, rốt cuộc kiếp trước mình đã làm gì? Nữ tử váy trắng Thanh Nhi, tại sao bọn họ lại tốt với mình như vậy? Kiếp trước, kiếp này, Diệp Huyền không nghĩ nhiều nữa, vì Thanh Nhi nói sau này hắn sẽ hiểu. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, trong mắt vẫn là vẻ hoang mang. Thanh Nhi, đúng lúc này, một luồng khí tức lớn mạnh đột nhiên bùng phát ra từ trong giới ngục tháp, Diệp Huyền sững sờ, bấy giờ một thanh kiếm bay ra ngoài. Chấn hồn kiếm. Lúc này, khí tức của chấn hồn kiếm đang điên cuồng tăng lên. Diệp Huyền sững sờ. Đây... Trong chấn hồn kiếm lại bùng phát ra một luồng khí tức lớn mạnh. Luồng khí tức này trực tiếp đẩy Diệp Huyền lùi xa mấy trăm trượng. Hắn vội nhìn chấn hồn kiếm với vẻ mặt kinh ngạc. Trước đó, tiểu hồn nói muốn đột phá. Hắn cũng không nghĩ sâu xa hơn. Nhưng lúc này hắn phát hiện ra màn đột phá của tiểu hồn có hơi khác thường, hơn nữa còn là tới rất đột ngột. Đã xảy ra chuyện gì vậy? đang lúc hắn nghi ngờ đầy đầu thì chấn hồn kiếm ở cách đó không xa đột nhiên rung lên dữ dội. Một tiếng kiếm minh vang khắp không gian, không gian xung quanh trực tiếp sụp sôi. Diệp Huyền sững sờ, Lúc này, khí tức của chấn hồn kiếm lại không hề yếu hơn thiên chu kiếm. Bấy giờ, giọng của tiểu hồn đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Tiểu chủ, ta đã đột phá rồi. Diệp Huyền vội vàng hỏi, tiểu hồn, bây giờ ngươi ở cấp bậc gì? Tiểu hồn im lặng một lúc sau đó đáp, không biết nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu hồn, tại sao đột nhiên ngươi lại trở nên mạnh như vậy? Là vì trước đó đã cắn nuốt cường giả thần điện kia sao? Tiểu hồn nhẹ giọng đáp, ừ, um, ừ sao? diệp huyền hơi nhíu mày không thể nào linh hồn của một cường giả chắc hẳn không có khả năng khiến ngươi trở nên mạnh như vậy được bây giờ khí tức của tiểu hồn quá mạnh mạnh đến mức không thua thiên chu kiếm một chút nào cái này không thể nói là tăng lên mà phải nói là tăng vọt tiểu hồn nhẹ giọng đáp tiểu chủ ta không thể nói cho ngươi nguyên nhân chân chính dù sao cũng là chuyện tốt không phải sao Diệp Huyền im lặng một lúc, sau đó hắn vung tay phải. Tiểu hồn xuất hiện trong tay hắn. Lúc này, vẻ ngoài của tiểu hồn đã xuất hiện một vài sự thay đổi. Trên mũi kiếm của nó còn có một sợi kiếm quang xoay quanh. Kiếm quang sao? Nhìn kiếm quang đó, Diệp Huyền hơi nhíu mày lại. Hắn có cảm giác khá quen thuộc. Đang định hỏi thì lúc này, giàn tự tại bất chợt xuất hiện bên cạnh hắn. Nàng liếc mắt nhìn trước mặt Diệp Huyền. Nàng ta đi rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, giàn tự tại nhẹ giọng hỏi tiếp theo định thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía sâu trong tinh không, người cảm thấy mấy thần kia có dừng lại không? Giàn tự tại cười đáp, chắc là không. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng cảm thấy vậy. Thành Nhi đã giết một vị thần, nhưng thần cũng không chỉ có một. Lúc này, giàn tự tại nói, nhưng có khả năng bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay với người đâu. Diệp Huyền cười khổ, nhưng nếu bọn họ lại ra tay, chắc chắn sẽ là hủy thiên diệt địa. Giản tự tại gật đầu, người không chỉ phải đối mặt với cường giả tứ duy mà còn phải cẩn thận cường giả ngũ duy. Ngũ duy, sắc mặt của Diệp Huyền nặng nề, hắn không chỉ phải cẩn thận ngũ duy mà còn phải cẩn thận tầng 8 và tầng 9 trong tháp nữa. Xét từ trước mắt thì tầng 8 này không phải là một sự tồn tại dễ ở chung. Sau một lúc, Diệp Huyền thu lại suy nghĩ nhẹ giọng nói, tới thần điện. Nói xong, hắn và giản tự tại quay người rời đi. Thần điện, Lúc này, mấy cường giả thần điện vẫn chưa rời đi, con nữ nhân đó ở đây, trừ phi bọn họ chạy đến Ngũ Duy bằng không cũng hoàn toàn vô dụng. Nữ tử khiến bọn họ tuyệt vọng, nhìn thấy Diệp Huyền lại trở về, sắc mặt của các cường giả thần điện lập tức thay đổi. Bây giờ sinh tử của bọn họ đều nằm trong một suy nghĩ của nam tử trước mắt. Diệp Huyền liếc mắt nhìn các cường giả thần điện, nhẹ giọng nói: "Giết, giết!" đám người sững sờ đám cường giả bắc cành đồng loạt nhìn về phía diệp huyền vốn bọn họ còn tưởng hắn định thu phục mấy cường giả thần điện này nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp kêu xiết không chỉ đám cường giả bắc cành không ngờ mà đến cường giả thần điện kia cũng không ngờ bọn họ còn tưởng diệp huyền sẽ kêu bọn họ thuần phục chứ lúc này diệp huyền nhìn về phía các cường giả bắc cành kia còn đợi gì nữa Cường giả Bắc Cảnh không do dự nữa, mắn lao thẳng về phía cường giả thần điện kia. Đúng lúc này, Kim Quang Nam Tử dẫn đầu thần điện kia đột nhiên nói, Diệp Huyền, chúng ta bằng lòng quy thuận Bắc Cảnh. Hai mắt của Diệp Huyền chậm rãi nhắm lại, ta không yên tâm về các ngươi Nghe thế, sắc mặt của Kim Quang Nam Tử lập tức thay đổi, tay phải hắn ta siết chặt thành quyền, giống như định liều chết một phen Nhưng hắn ta biết, bọn họ hoàn toàn không có phần thắng không nói nữ nhân trước đó mà chỉ giản tự tại và nam tử một chân của hiện tại đã có thể nghiền áp bọn họ rồi. Nghĩ đến đây, kim quang nam tử thấp giọng thở dài. Chúng ta bằng lòng giao một hồn một vách của mình ra. Ngay thế, tay phải của Diệp Huyền vung nhẹ lên, mấy cường giả bắc cảnh kia lập tức dừng lại. Diệp Huyền đi đến trước mặt kim quang nam tử, người kia liếc mắt nhìn thần điện phía sau với vẻ mặt phức tạp, vứt bỏ bọn họ sở dĩ hắn ta chọn đầu hàng chính là vì thần đã vứt bỏ bọn họ bây giờ hắn ta hoàn toàn không có cách nào liên hệ được với thần ngay cả thần cũng sợ nữ tử kia kim quang nam tử thu lại suy nghĩ hắn ta mở lòng bàn tay ra một sợi hồn vách bay ra từ đó sau đó hắn ta đưa hồn vách trong tay cho diệp huyền diệp huyền không hề từ chối mà trực tiếp nhận sợi hồn phách ấy tiếp đó hắn nhìn về phía những cường giả thần điện khác ở cách đó không xa mấy cường giả thần điện đó còn hơi do so dự giao hồn phách đi cũng có nghĩa sau này sẽ mãi mãi bị diệp huyền khống chế sinh tử của bọn họ đều nằm trong một suy nghĩ của hắn đúng lúc này kim quang nam tử chợt nói không có sự lựa chọn không có sự lựa chọn Nghe thế trong lòng đám cường giả thần điện có mặt ở đó đều kinh hãi. Nghe được lời của Kim Quang Nam Tử, đột nhiên bọn họ phát hiện ra thật ra bản thân mình đã không có bất cứ sự lựa chọn gì. Không giao linh hồn ra thì chết là cái chắc. Nghĩ đến đây, một vài cường giả thần điện bắt đầu lần lượt giao một hồn một vách của mình đi. Không lâu sau, toàn bộ cường giả thần điện có mặt ở đó đều đã giao một hồn một vách của mình cho Diệp Huyền. Có thể nói, bây giờ, toàn bộ cường giả thần điện đều đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Diệp Huyền liếc mắt, nhìn ra phía sau, lúc này một nữ tử đi tới, người tới chính là Thượng quan Tiên Nhi. Hắn nói, thu thập toàn bộ tài vật của thần điện, sau đó dựa theo tỷ lệ chia cho mọi người. Nghe thế, những cường giả Bắc Cành có mặt ở đó lập tức vui mừng hớn hở thần điện này có thể nói là thế lực giàu có nhất tại huyền hoàng đại thế giới tài phú của bọn họ kinh người đến mức nào chứ một lần này chia đúng là giàu to rồi không chỉ như thế thần điện đã từng có rất nhiều địa bàn bắt đầu từ bây giờ mấy địa bàn này đều là vật vô chủ vừa nghĩ đến địa bàn và tài vật vô tận đó cường giả của các thế lực lớn trong sân đều không khỏi nở nụ cười nếu trận chiến này thua mọi người sẽ không có gì cả nhưng mọi người lại thắng cho nên bọn họ giàu to rồi. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó hơi hành lễ, đa tạ Diệp Vương. Hắn có thể chọn nuốt riêng một mình nhưng lại không làm như thế, Diệp Huyền liếc mắt nhìn cường giả Bắc Cảnh, trận chiến lần này các vị đã hy sinh rất nhiều, đây là thứ các người nên có, còn nữa, ngày sau hy vọng các người có thể đoàn kết hơn cùng nhau mưu tính tương lai gia chủ của hiên viên gia vội vàng đáp tất nhiên tất nhiên chúng ta nên liên thủ với nhau cùng mưu tính tương lai những người khác cũng vội vàng phụ họa bây giờ cái đùi diệp huyền này cũng không phải là thô bình thường thôi đâu phải ôm cho chắc mới được Diệp Huyền gật đầu, sau đó quay người đi về phía thần điện đằng xa. Kim Quang Nam Tử hơi chần chừ, sau đó cũng vội vàng đi theo. Giản tự tại và Nam Tử một chân cũng đi theo. Mọi người vào trong đại điện, mà lúc này trong đại điện này đã chỉ còn lại năm pho tượng, một pho tượng trong số đó đã biến mất. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, vị vừa mới chết kia là vị thần nào? Kim Quang Nam Tử lắc đầu không biết. Diệp Huyền nhìn về phía Kim Quang Nam Tử, sừng hồ thế nào? kim quang nam tử trầm giọng nói lâm hải là thần tôn sứ ở đây diệp huyền gật đầu ngươi không biết hắn ta là thần gì sao lâm hải gật nhẹ đầu không biết diệp huyền hơi tò mò tại sao lại không biết lâm hải trầm giọng nói trước đây ta và kiều thiên nhi kia đều chưa từng gặp thần chúng ta toàn trao đổi qua truyền âm cũng không đúng thi thoảng bọn họ mới liên lạc với chúng ta diệp huyền nhìn về phía lâm hải kiều thiên nhi sau là ai Lâm Hải đáp, chính là bạch phát nữ tử bị ngươi thu vào trong tháp kia. Kiều Thiên Nhi, Diệp Huyền gật đầu, hắn vẫn có hơi khâm phục nữ nhân này. Nữ nhân này khác với những cường giả thần điện khác, nếu đối phương xuất hiện sớm một chút thì sợ là đã không có chuyện gì rồi. Diệp Huyền thu lại suy nghĩ, hắn nhìn về phía năm pho tượng trước mặt kia, hai nữ, ba nam. Hắn lại hỏi, mấy kẻ được gọi là thần bọn họ ở đâu? Lâm Hải lắc đầu, không biết diệp huyền nhìn về phía hắn ta người kia cười khổ quả thật không biết số lần bọn họ liên lạc với chúng ta cực kỳ ít mà bọn họ cũng chưa từng xuất hiện ở tinh vực này bao giờ chỉ có khi nơi này có người đạt đến vị chi cảnh thì bọn họ mới liên lạc với chúng ta thôi diệp huyền hỏi tại sao lâm hải trầm giọng đáp chỉ cần có người đạt đến vị chi cảnh bọn họ sẽ kêu chúng ta liên lạc với đối phương sau đó khiến đối phương thuần phục nếu đối phương bằng lòng thì bọn họ sẽ ban ân xuống giúp đối phương đạt đến vị tri cảnh chân chính diệp huyền hơi nhíu mày lại vị tri cảnh chân chính sao lâm hải gật đầu vị tri cảnh bản địa huyền hoàng đại thế giới thật ra cũng không phải vị tri cảnh chân chính chỉ có mấy linh khí đặc biệt được thần ban ơn kia mới có thể khiến bọn họ đạt đến vị tri cảnh chân chính mà nếu đối phương không bằng lòng tôn thờ bọn họ diệp huyền hỏi thì sẽ thế nào lâm hải trầm giọng đáp sẽ chết diệp huyền liếc mắt nhìn năm pho tượng giống như thanh nhi nói mấy thần này đang chăn heo thần sao chính là có bộ mặt này diệp huyền hơi lắc đầu đang định rời đi đúng lúc này một pho tượng thần trước mặt hắn đột nhiên mở mắt Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lâm Hải lập tức thay đổi, hắn ta theo bản năng lùi lại vài bước, vẻ mặt cuốn nam tử một chân và giản tự tại cũng nặng nề hẳn đi, tuy rằng cách đây không lâu, một vị thần mới bị người trực tiếp giết chết trong một giây, nhưng điều này không có nghĩa mấy cái tự xưng là thần này yếu, nên nói là bọn họ chỉ yếu khi ở trước mặt nữ tử kia mà thôi, còn ở trước mặt người khác, bọn họ vẫn là thần như cũ diệp huyền quay người nhìn pho tượng kia kẻ kia cũng đang nhìn hắn hắn mỉm cười sao thế pho tượng đó nhìn chằm chằm vào diệp huyền nhớ kỹ ta là hoang thần vừa dứt lời đột nhiên pho tượng trở nên hư ảo sau đó hóa thành hư không hoang thần diệp huyền im lặng một lúc sau đó dẫn mọi người rời đi Bắc Cảnh, lúc này trong vương điện của Bắc Cảnh gần như đã tập trung toàn bộ cường giả ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới, bên phía Bắc Cảnh chỉ có hai vị chi cảnh, chính là giàn tự tại và Nam Tử một chân, không đúng, giàn tự tại vẫn chưa tính là vị chi cảnh, chẳng qua thực lực của nàng không hề yếu hơn vị chi cảnh một chút nào mà bán bộ vị chi cảnh cũng ít, lần lượt là tân nhiệm tộc trường của hiên viên tộc, tộc trường vu tộc và một lão giả thần bí của huyền hoàng giới. Lão giả này được huyền hoàng chủ gọi tới, chắc hẳn là cường giả mạnh nhất hiện tại ở huyền hoàng giới, mà các cường giả đăng phong cảnh khác cũng không nhiều. Bắc cảnh và huyền hoàng giới cộng lại cũng mới được 39 người trong này có gần một nửa đều là người của huyền hoàng giới một lần này mọi người cũng kinh hãi về thực lực của huyền hoàng giới vì bọn họ không ngờ huyền hoàng giới im hơi lặng tiếng nhiều năm này lại mạnh đến vậy ẩn nhẫn mấy năm nay huyền hoàng giới vẫn luôn ẩn nhẫn đương nhiên bọn họ cũng không thể không ẩn nhẫn vì trước đó nếu huyền hoàng giới bại lộ thực lực chắc chắn sẽ bị toàn bộ thế lực liên thủ lại nhắm vào phải biết rằng năm đó sau khi huyền hoàng giới suy tàn phần lớn địa bàn đều bị mấy thế lực lớn này phân chia ngoài bắc cành và huyền hoàng giới ra bây giờ lại thêm một thần điện nữa phía bên thần điện có một cường giả vị chi cảnh đó chính là lâm hải mà bán bộ vị chi cảnh có chừng 7 người, đăng phòng cảnh có 30 người. Có thể nói thần điện thế lực mạnh nhất ở đây. Trong điện, mọi người đều im lặng. Diệp huyền ngồi ghế chủ vị, phía trước cách hắn không xa chính là huyền hoàng chủ. Bây giờ chiến sự đã kết thúc, nhưng có một vấn đề cũng đã xuất hiện. Hiện giờ phải phân chia lại huyền hoàng đại thế giới thế nào đây? Hơn nữa, bây giờ giữa bọn họ rốt cuộc là quan hệ liên minh hay là trực tiếp thần phục diệp huyền? thần điện không cần nói chắc chắn là trực tiếp quỳ xuống rồi thần hồn đều đã bị diệp huyền nắm trong tay rồi còn đâu nhưng nếu muốn bọn họ quy thuận diệp huyền thì bọn họ chắc chắn sẽ không bằng lòng dù sao thì một khi quy thuận gia tộc của mình cũng sẽ thành thuộc hạ của người khác chẳng ai muốn như thế hết đúng lúc này đột nhiên diệp huyền nói các vị ta không chơi mấy chiều đó với các ngươi ta có một suy nghĩ thế này chúng ta sẽ hợp thành một liên minh gọi là bắc minh Chúng ta là liên minh, công thủ đồng minh, các người thấy thế nào? Liên minh, mọi người đưa mắt nhìn nhau chẳng ai nói gì. Lúc này huyền hoàng chủ cười nói, Diệp công tử nói trọng điểm đi, bằng không mọi người cũng không dám bày tỏ thái độ. Diệp huyền gật đầu, nói một cách đơn giản chính là các ngươi là các ngươi, chứ không phải thuộc hạ của Diệp huyền ta. Mọi người tự lo việc của mình, chẳng qua nếu có chuyện, vậy chúng ta chính là một chỉnh thể, mọi người nhất định phải đoàn kết. Nói xong hắn liếc mắt nhìn đám người lại nói, Bắc Minh sẽ thành lập bảy vị trưởng lão, bảy vị trưởng lão này có quyền cách chức minh chủ. Không chỉ như thế, cứ hễ Bắc Minh chúng ta muốn làm bất cứ một chuyện gì đều phải có sự đồng ý của bảy vị trưởng lão. Các vị cảm thấy thế nào? Nghe thế, đám người có mặt ở đó bắt đầu thảo luận sôi nổi. Huyền Hoàng Chủ liếc mắt nhìn Diệp Huyền mà không nói gì cả. Lúc này, tộc trường hiên viên tộc đột nhiên nói, ngược lại, ý này cũng được, nhưng nếu có một ngày có người muốn rút ra diệp huyền cười đáp tùy thuộc vào ý nguyện của bản thân mọi người ai muốn rút lui thì chúng ta sẽ không ngăn cản cũng sẽ không sát hại tộc trưởng hiên viên tộc gật nhẹ đầu vậy cũng được bây giờ huyền hoàng giới cũng có kẻ địch đó chính là mấy vị thần đó thật ra bọn họ còn muốn kết liên minh hơn diệp huyền vì bây giờ chỉ có người phía sau hắn mới có thể đối kháng với mấy vị thần kia không có diệp huyền một khi mấy vị thần đó qua đây ai có thể chống lại được chứ diệp huyền gật đầu vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi các vị có chuyện gì thì có thể bàn bạc với tiên nhi hoặc tiểu cửu bình thường ta hơi bận Hai người các nàng sẽ giúp ta xử lý toàn bộ mọi chuyện. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Huyền hoàng chủ liếc mắt nhìn hắn, sau đó cũng đứng dậy theo. Trong điện, mọi người bắt đầu thảo luận. Trong một hoa viên, Diệp Huyền và Huyền hoàng chủ chậm rãi đi dạo. Huyền hoàng chủ không nói gì cả, Diệp Huyền nhẹ giọng bảo, "Ta biết ngươi đang nghĩ gì." Huyền hoàng chủ nhìn về phía hắn cười hỏi, "Nghĩ gì?" Diệp Huyền nhẹ giọng nói, "Dã tâm của ngươi rất lớn." Huyền Hoàng Chủ khẽ cười. Có dã tâm chưa chắc đã là chuyện xấu không phải sao? Diệp Huyền gật đầu. Không tính là chuyện xấu. Ta có thể nói cho người biết. Ta không có suy nghĩ quá lớn về quyền lợi. Sẽ không chọn làm minh chủ đời tiếp theo đâu. Huyền Hoàng Chủ nhìn hắn. Tiểu thất. Diệp Huyền cười đáp. Nàng ta thì ta không biết. Tiểu thất vẫn có chút để ý đến quyền lợi hoặc là nói nàng muốn dẫn dắt thần quốc trở nên càng lớn mạnh hơn vì thế hắn không có cách nào đảm bảo liệu tiểu thất có muốn làm minh chủ này không dù sao thì minh chủ này có thể nói chính là người có quyền lợi lớn nhất ở huyền hoàng đại thế giới bây giờ huyền hoàng chủ nhìn chằm chằm vào diệp huyền diệp huyền cười bảo mãi vẫn chưa biết tên ngươi là gì huyền hoàng chủ thu ánh mắt về lý thanh tuyết lý thanh tuyết diệp huyền nhẹ gật đầu rất dễ nghe nói xong hắn đi về phía xa lý thanh tuyết đi theo hắn dọc theo đường đi diệp huyền nhẹ giọng nói lý cô nương ngươi cảm thấy làm minh chủ của huyền hoàng đại thế giới này rất có ý nghĩa sao lý thanh tuyết nhìn về phía hắn có ý gì diệp huyền nâng mi mắt nhìn về phía chân trời nhẹ giọng nói cho dù ngươi có làm minh chủ của huyền hoàng đại thế giới thì ở trong mắt mấy cường giả nào đó vẫn chỉ là con kiến như cũ không phải sao lý thanh tuyết im lặng Diệp Huyền lại nói, mục tiêu theo đuổi của ngươi không tồi, ta cũng không muốn ngươi phải thay đổi gì cả. Minh chủ đời tiếp theo, ngươi có thể dựa vào thực lực của mình để tranh giành. Ta sẽ không giúp tiểu thất, mọi người chọn ai thì chính là người đó. Về phần ta, ta chắc chắn sẽ không làm, ngươi có thể yên tâm về chuyện này. Lý Thanh Tuyết im lặng một lúc, sau đó nói, người có biết vị trí minh chủ này tương đương với làm chúa tể của toàn bộ huyền hoàng đại thế giới không? diệp huyền chỉ cười mà không nói gì cả hắn tiếp tục đi về phía xa lý thanh tuyết đứng tại chỗ im lặng lúc này nàng mới hiểu ý của diệp huyền cho dù hắn không phải binh chủ nhưng bây giờ có ai ở huyền hoàng đại thế giới này dám động vào hắn đâu trước không nói người sau lưng hắn mà bản thân diệp huyền đã cực kỳ khủng bố rồi phải biết rằng thần sứ kiều thiên nhi của thần điện kia đã bị hắn trực tiếp thu vào tháp thực lực, thực lực đạt đến một mức độ nhất định thì có thể coi thường tất cả. Lý Thanh Tuyết im lặng một lúc, sau đó mới quay người rời đi. Diệp Huyền trở về đại điện của mình, hắn tiến vào giới ngục tháp. Trong tầng đầu tiên có một nữ tử, người này chính là bạch phát nữ tử Kiều Thanh Nhi kia. Lúc này, Kiều Thiên Nhi đã bị chữ tù trên chán khóa chặt, mà Diệp Huyền cũng không sử dụng giới ngục tháp trực tiếp giết chết đối phương. Thấy hắn đi tới, vẻ mặt của Kiều Thiên Nhi không thay đổi. Sao? Diệp Huyền cười bảo, Kiều Cô Nương, chuyện xảy ra bên ngoài chắc người cũng đã biết rồi chứ. Kiều Thiên Nhi nhẹ giọng nói, người đã thắng. Diệp Huyền nhìn nàng ta, không biết bây giờ Kiều Cô Nương dự định thế nào. Dự định sao? Trong đôi mắt đẹp của Kiều Thiên Nhi lóe lên vẻ mê mang. Dự định sao? Sau khi thần bị nữ nhân kia dùng một kiếm chém bay đầu xong, tín ngưỡng của nàng ta đã sụp đổ rồi. Giống như nữ tử đó nói, hóa ra thần yếu như vậy nghĩ đến đây kiều thiên nhi lắc đầu cười muốn chém muốn giết thì cứ việc diệp huyền ngồi xuống trước mặt nàng ta kiều cô nương ngươi là một người thông minh nhưng tại sao lúc này lại hồ đồ như vậy kiều thiên nhi nhìn về phía hắn sao diệp huyền nhẹ giọng nói ngươi không cảm thấy bây giờ chính là một sự khởi đầu sao kiều thiên nhi nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói gì diệp huyền cười bảo khi thanh nhi rời đi đã dùng một nhát kiếm chém vỡ giới hạn của thế giới này nói cách khác ngày sau cường giả của thế giới này sẽ không còn chịu bất cứ giới hạn nào nữa đặc biệt là đối với loại cường giả đỉnh cấp như các ngươi mà nói sau này sẽ không còn gông cùm gì nữa người chắc hẳn hiểu nó có ý nghĩa gì chứ kiều thiên nhi im lặng diệp huyền cũng không nói thêm gì cả nữ nhân trước mặt này là một người thông minh nàng ta sẽ hiểu ra thôi đương nhiên còn phụ thuộc vào việc đối phương có muốn sống không đã hắn sẽ không giữ một kẻ địch lại cho mình một lúc sau kiều thiên nhi nhìn về phía diệp huyền điều kiện là gì diệp huyền mỉm cười xem ra đối phương muốn sống cũng đúng thôi nếu có thể sống ai lại muốn chết chứ diệp huyền nhìn kiều thiên nhi kiều cô nương chắc hẳn hiểu rõ kiều thiên nhi nói ta không muốn làm nô lệ của kẻ khác Diệp Huyền đi đến trước mặt nàng ta, ta cũng chẳng muốn kiều cô nương làm nô lệ của mình, chỉ cần ngươi theo ta ba năm, giúp ta ba năm. Vậy sau ba năm, kiều cô nương có thể tự do rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ba năm, kiều thiên nhi hơi nhíu mày lại. Diệp Huyền cười bảo, trước kia, ngươi tôn thờ thần, theo quan điểm của ta đó mới là nô lệ, mà bây giờ ta không cần ngươi thuần phục ta, chỉ cần đi theo ta, ngươi vẫn là ngươi, hiểu chưa? nói xong hắn hơi dừng lại sau đó lại nói bây giờ ngươi là người tự do kiều thiên nhi im lặng một lúc rồi mới đáp được diệp huyền vung tay phải chữ tù đỏ như máu trên trán kiều thiên nhi biến mất nàng ta đã lấy lại tự do sau khi lấy lại tự do kiều thiên nhi nhìn về phía diệp huyền ngươi không sợ ta nuốt lời sau diệp huyền cười bảo ngươi sẽ không kiều thiên nhi hỏi tại sao diệp huyền nhìn nàng ta vì ngươi khinh thường phải làm vậy kiều thiên nhi không nói gì cả kiêu ngạo giống như diệp huyền nói cường giả có sự kiêu ngạo của cường giả kiều thiên nhi cũng có sự kiêu ngạo của mình người có thể chết nhưng sẽ không chơi trò rớt thân phận như vậy giống như diệp huyền nói khinh thường hắn cười bảo kiều cô nương đã lấy lại tự do rồi kiều thiên nhi liếc mắt nhìn xung quanh sau đó nói đây chính là ngũ duy trí bảo sao diệp huyền gật đầu kiều thiên nhi nhìn hắn ta có thể xem không diệp huyền cười đáp có gì không thể nhưng phải ra ngoài nói xong hắn và kiều thiên nhi rời khỏi giới ngục tháp diệp huyền vung tay phải giới ngục tháp rơi xuống trước mặt kiều thiên nhi nàng ta liếc mắt nhìn diệp huyền đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh như băng nhìn thấy ánh mắt của kiều thiên nhi lạnh lùng hẳn đi diệp huyền chỉ cười mà không nói nhưng kiều thiên nhi cũng không ra tay thấy nàng ta bất động diệp huyền mỉm cười sao thế kiều thiên nhi lắc đầu diệp huyền đừng dò xét nhân tính cũng đừng dò xét nhân tính của nữ nhân bằng không sẽ có một ngày ngươi sẽ thua không còn một manh giáp nói xong nàng ta quay người rời đi diệp huyền đứng tại chỗ im lặng nhân tính có rất nhiều lúc nhân tính không chịu được dò xét đến hiện giờ huyền hoàng đại thế giới lại quay về sự yên bình các thế lực lớn đều đang nhanh chóng phát triển đặc biệt là bắc cảnh của hắn có thể nói là như mặt trời ban trưa ở huyền hoàng đại thế giới diệp huyền đã không có đối thủ nữa nhưng hắn cũng không vì thế mà lơ là cảnh giác vì mấy vị thần kia vẫn chưa thật sự biến mất mà sau khi trải qua nhiều như vậy hắn cũng hiểu ra một chuyện đó chính là khi hắn không sở hữu thực lực tuyệt đối cả đời này của hắn đều không thể sống bình yên trừ phi hắn từ bỏ giới ngục tháp thật ra cho dù hắn có từ bỏ giới ngục tháp thì có khả năng sự việc cũng sẽ không kết thúc nơi nào có người thì nơi ấy có đấu tranh muốn không có đấu tranh thì chỉ có sở hữu thực lực lớn mạnh là loại thực lực mạnh đến mức kẻ địch không dám nhằm vào kia con đường vẫn còn rất dài diệp huyền đi đến một đỉnh núi hắn bước đến bên rìa đứng ở nơi này có thể nhìn thấy một nửa thiên giang thành một khắc này hắn nhớ đến một nữ tử thanh nhi nữ nhân kia vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn ca Lúc này, một giọng nói vang lên phía sau hắn. Diệp Huyền quay người lại. Sau lưng hắn là một tiểu nữ hài bước tới. Người tới chính là Diệp Linh. Nhìn thấy Diệp Linh, Diệp Huyền mỉm cười. Hắn duỗi tay ra. Diệp Linh bước nhanh đến trước mặt hắn. Sau đó nắm tay hắn. Ca đang nghĩ gì thế? Diệp Huyền cười đáp. Nghĩ đến một tiểu tỷ tỷ. Diệp Linh chớp mắt. Là tỷ tỷ trước đó đã dùng một kiếm giết chết tên thần kia có phải không? Diệp Huyền gật đầu, Diệp Linh nhẹ giọng nói, "Ca, nàng ấy rất lợi hại." Diệp Huyền cười ha hả, "Nếu Linh Nhi chăm chỉ tu luyện, sau này chắc chắn cũng sẽ lợi hại như nàng ấy." Diệp Linh nghiêm túc đáp, "Ta sẽ thật cố gắng." Diệp Huyền xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Diệp Linh, "Huynh muội chúng ta đều phải cố gắng." Diệp Linh nhuyễn miệng cười, "Ca, bây giờ Tiên Đạo Tông ta đã có hơn 200 người rồi đó." "Hơn 200 người?" Diệp Huyền cười cười, "Lợi hại, lợi hại." Bây giờ Tiên Đạo Tông chính là một thế lực có thể nói là đặc biệt nhất ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Sự đặc biệt của nó nằm ở chỗ tông chủ của Tiên Đạo Tông chính là Diệp Linh, muội muội của Diệp Huyền, mà ai cũng biết Diệp Huyền này chính là một tên cuồng em gái. Chính vì nguyên nhân này nên rất nhiều người đều muốn gia nhập vào Tiên Đạo Tông. Tài nguyên, con đường tu luyện quan trọng nhất là tài nguyên, mà đi theo Diệp Linh của Tiên Đạo Tông, rõ ràng rất có tương lai. Lúc này, Diệp Linh dựa vào người Diệp Huyền nhẹ giọng nói, ca, nàng ấy đi đâu rồi? Nàng ấy, Diệp Huyền hơi sững sờ, rất nhanh, hắn đã hiểu ra Diệp Linh đang chỉ ai. Độc cô Huyên, từ sau khi độc cô Huyên rời đi, đã không còn tin tức gì của nàng nữa. Diệp Huyền đã từng kêu Thượng quan Tiên Nhi giúp thăm dò, nhưng vẫn không có một chút tin tức gì cả. Hắn hơi nhíu mày lại, cứ cảm thấy độc cô Huyên không đơn giản, có hơi thần bí diệp huyền im lặng một lúc sau đó nhẹ giọng nói đến khi đó ta sẽ kêu tiên nhi tỉ tỉ lại giúp nghe ngóng xem sao diệp linh gật đầu ca phụ thân của chúng ta là ai vậy phụ thân diệp huyền sững sờ hắn cũng khá tò mò về phụ thân của mình vì độc cô huyên chưa bao giờ từng nhắc đến hắn ta rốt cuộc nam nhân đó là ai một lúc sau diệp huyền lắc đầu cười bảo không nghĩ mấy chuyện này nữa, dù sao thì nơi nào có ngươi đối với ta mà nói cũng là nhà cả." Diệp Linh cười ngọt ngào, sau đó dựa đầu mình lên người Diệp Huyền. Lúc này, một nữ tử đi tới phía sau lưng hắn, giản tự tại. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nàng, giản tự tại nhẹ giọng nói, "Ta phải đi rồi." "Đi?" Di. Diệp Huyền sững sờ sau đó hỏi, "Đi đâu?" Giản tự tại cười đáp, "Đi làm một vài chuyện." Diệp Huyền im lặng, giản tự tại nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian ngắn, mấy thần kia chắc hẳn sẽ không có hành động gì lớn đâu. Ngươi cần tranh thủ thời gian này để cải thiện bản thân, rõ chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta biết rồi. Giản tự tại vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyền cười bảo, ngày sau gặp lại. Nói xong, nàng trực tiếp quay người biến mất ở phía cuối chân trời xa xăm. Đi rồi, đi mà không hề lưu luyến. Giản tự tại, nhân sinh tự tại. Diệp Huyền nhìn phía chân trời mà mỉm cười, tỷ ngày sau gặp lại lúc này thượng quan tiên nhi tới trước mặt diệp huyền đạo môn đã tới đạo môn diệp huyền hơi nhíu mày lại trước đó trong trận chiến với thần điện đạo môn không hề có một hành động gì cả diệp huyền lạnh nhạt đáp có nói lý do tới không thượng quan tiên nhi đáp bọn họ muốn gặp ngươi diệp huyền nghĩ ngợi một chút sau đó đáp nói với bọn họ ta không có thời gian thượng quan tiên nhi liếc mắt nhìn diệp huyền gật đầu sau đó quay người rời đi lúc này đột nhiên diệp huyền lại bảo đợi đã đi gặp chút xem thế nào đạo môn không giúp là sự lựa chọn của bọn họ bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải giúp hắn hơn nữa đạo môn cũng đã từng giúp hắn rồi không thể vì lần này đối phương không giúp mà quên mất ân tình trước kia thượng quan tiên nhi và diệp huyền đi tới vương điện lần này người tới là đại trưởng lão của đạo môn nhìn thấy diệp huyền đại trưởng lão ôm quyền diệp vương Diệp Phương, bây giờ thân phận của Diệp Huyền không đơn giản, cho dù là đạo môn cũng không dám coi thường. Hơn nữa, về mặt lễ nghi nhất định phải tôn trọng. Bây giờ Diệp Huyền gần như đã tập trung toàn bộ cường giả hàng đầu ở huyền hoàng đại thế giới. Không nói người sau lưng hắn, mà chỉ riêng thực lực cá nhân hắn và mấy người bên cạnh hắn kia đã đủ để khiến bọn họ kiêng rẻ rồi. Diệp Huyền cười đáp, đại trưởng lão chắc là tới tìm tiểu thất. Đại trưởng lão hơi do dự, sau đó nói, Tiểu thất đang bế quan, không gặp được. Diệp Huyền gật đầu, lần này đại trưởng lão tới là có chuyện gì? Đại trưởng lão nghĩ ngợi sau đó nói, Diệp Phương, thật không dám giấu gì, lần này tới là có chuyện cần nhờ. Diệp Huyền cười đáp, nói nghe đi. Đại trưởng lão trầm giọng bảo, chúng ta muốn khu địa bàn thiên môn của thần điện. Nghe thế, hai mắt Diệp Huyền hơi híp lại. Khu địa bàn đó có thể nói là chỗ có linh khí tinh thuần nhất ở huyền hoàng đại thế giới. Hơn nữa, nơi đó từng là xảo huyệt của thần điện. Vì thế, trong đó có rất nhiều bản nguyên tử khí của vũ trụ này. Mấy bản nguyên tử khí này quá quan trọng với cường giả đăng phong cảnh. Có thể nói, bây giờ, nơi đó chính là chỗ tốt nhất ở huyền hoàng đại thế giới. Phải biết rằng, tuy Thanh Nhi đã phá vỡ cấm chế mà thần đã che phủ lên toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, nhưng bản nguyên tử khí hỗn độn này cũng cực kỳ ít, vì phần lớn đều đã bị mấy vị thần kia lấy đi, còn lại không nhiều thì đều ở trong thiên môn đó hết. Sau khi trận đại chiến với thần điện kết thúc, nơi đó vẫn luôn bỏ trống. Cho dù là huyền hoàng chủ hay các thế lực lớn như hiên viên gia đều từng nghĩ đến, nhưng bọn họ đều không mở miệng. Vì nơi này theo lý nên là của Diệp Huyền. Diệp Huyền đã chia bảo vật trong này cho các thế lực. Nếu còn mở miệng đòi nơi này nữa, vậy thật đúng là lòng tham không đáy. Mà Diệp Huyền cũng không ngờ đạo môn này vừa tới đã mở mồm đòi nơi tốt nhất này. Hắn chỉ cười mà không nói. Đại trưởng lão trầm giọng bảo, Diệp Phương, nơi này đối với đạo môn ta rất quan trọng, đạo môn ta cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Huyền cười bảo, đại trưởng lão đang uy hiếp ta sao? Sắc mặt của đại trưởng lão hơi thay đổi, vội vàng đáp, hiển nhiên không phải. Diệp Phương, chúng ta không có ý định đối địch với Diệp Phương, chỉ là nơi đó thật sự quá quan trọng với chúng ta. Diệp Huyền chợt cười bảo, đại trưởng lão, đây là logic gì vậy? ta cũng cảm thấy mấy trí bảo và tinh thạch của đạo môn rất quan trọng đối với ta sao nào có phải đạo môn cũng phải cho ta không nghe thế sắc mặt đại trưởng lão trông khó coi hẳn đi diệp huyền khẽ cười nói đại trưởng lão nơi đó không phải vật sở hữu riêng của diệp huyền ta mà là dùng mạng của các cường giảm bắc cành ta để đổi lại là dùng mạng để đổi đấy ngươi hiểu ý của ta chứ sắc mặt của đại trưởng lão càng ngày càng khó coi hiển nhiên hắn ta hiểu ý của diệp huyền một trận chiến với thần điện, đạo môn cũng không bò ra gì cả, mà bây giờ lại đòi chiến quả tốt nhất của Bắc Cảnh. Đại trưởng lão thấp giọng thở dài, "Diệp Vương, cũng không phải đạo môn chúng ta đòi nơi đó miễn phí, nếu Diệp Vương cho đạo môn ta chỗ đó, từ nay về sau đạo môn ta và Bắc Cảnh kết liên minh." Chúng ta, Diệp Huyền chợt nói, "Ta không cần." Giọng của đại trưởng lão im mặt, Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào hắn ta, "Ta không cần đạo môn sắc mặt của đại trưởng lão hơi khó coi. Diệp Vương, phía bên tiểu thất... Diệp Huyền đi đến trước mặt đại trưởng lão. Bây giờ ta chính là vua của Bắc Cảnh. Cho dù tiểu thất đồng ý thì ta cũng sẽ không đồng ý. Sau đợt này, minh chủ sẽ đổi người. Có lẽ là tiểu thất. Đến khi ấy, người có thể đi tìm tiểu thất. Nhưng bây giờ, ta không kiến nghị ngươi đi tìm nàng ta. Vì bây giờ Bắc Cảnh này do Diệp Huyền ta làm chủ nói xong hắn nhìn về phía thượng quan tiên nhi ở cách đó không xa tiên nhi tiếp đón đại trưởng lão tử tế chớ có chậm trễ thượng quan tiên nhi gật đầu được diệp huyền nhìn về phía đại trưởng lão đại trưởng lão ta còn rất nhiều việc không thể tiếp đón người nữa cáo từ nói xong hắn đã biến mất ngay tại chỗ trong điện đại trưởng lão im lặng sắc mặt hơi nặng nề thượng quan tiên nhi nói các hạ bây giờ vương ta không được vui tốt nhất các hạ đừng làm ra chuyện gì không tốt bằng không đến khi ấy sự việc sẽ trở nên rất khó dàn xếp đại trưởng lão im lặng một lúc rồi quay người rời đi thượng quan tiền nhì liếc mắt nhìn về phía đại trưởng lão rời đi mà lắc đầu nàng đã cảm giác được diệp huyền đang tức giận bình thường hắn hay cười toe toét nhưng nếu thật sự khiến hắn giận vậy thì sự việc cũng rất nghiêm trọng bây giờ huyền hoàng đại thế giới mới ổn định nàng không muốn lại có thêm chuyện gì khác nữa sau một lúc đột nhiên thượng quan tiên nhi nói truyền lệnh xuống phải luôn để ý động thái của đạo môn lòng đề phòng người không thể không có trong bóng tối một bóng đen lặng lẽ rời đi các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 132 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.